Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Ước Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài từ hơn 3 tháng nay, khiến nạn đói có nguy cơ trầm trọng hơn bội phần tại nhiều nước nghèo, nước đang phát triển nói chung. Bởi vậy, những tuần gần đây, an ninh lương thực đang trở thành một trong những chủ đề hàng đầu của thời sự quốc tế. Khủng hoảng chồng chất khủng hoảng. Giữa lúc đó, Tổng thống Ukraine đã phát biểu rằng nhiều nước đang đứng trước nguy cơ thiếu đói trầm trọng. Đáng chú ý, trên cương vị là quốc gia xuất khẩu gạo thứ hai thế giới, Việt Nam cũng bị lôi tên vào drama này. Vậy lời phát biểu của người được mệnh danh là vị Tổng thống Hề có đúng hay không? Liệu Việt Nam chúng ta có phải chịu nạn đói một lần nữa? Tất cả anh em hãy cùng Hồi Ức Thời Chiến đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, an ninh lương thực, hay nói cách khác là bảo đảm cho người dân không bị chết đói và không bị chết vì đói, là một chủ đề lo ngại hàng đầu của Liên Hợp Quốc trong những tuần gần đây. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có phiên họp mở rộng với chủ đề các xung đột vũ trang và an ninh lương thực. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện gần 80 quốc gia. Trong cuộc họp nói trên, Giám đốc điều hành của Chương trình Lương thực Thế giới PAM-NWFP, ông David Beasley, cho biết cuộc khủng hoảng về an ninh lương thực hiện nay là ở mức độ chưa từng có. Giám đốc điều hành PAM đưa ra một vài số liệu cho thấy số người bị nạn đói đe dọa tăng vọt, từ khoảng 80 triệu người trước đại dịch COVID-19 thành 135 triệu người. Trước cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, thế giới đang đi đến chỗ có khoảng là 276 triệu nạn nhân nạn đói. Cuộc khủng hoảng Ukraine có thể khiến 323 triệu người là nạn nhân. Trên đây là những cư dân ở ngưỡng cửa chết vì đói, còn tình trạng đói ăn nói chung có thể đe dọa đến 1 tỷ rưỡi, thậm chí là 1/3 dân số trái đất. Cùng với tình hình kinh tế suy thoái và khô hạn, nạn đói hiện đã và đang đe dọa khoảng 43 quốc gia. Hệ quả sẽ là rối loạn xã hội, di cư tị nạn ồ ạt. Vẫn theo Giám đốc điều hành PAM, cuộc chiến tranh tại Ukraine khiến xuất khẩu lương thực thực phẩm sụt giảm mạnh, đe dọa thêm gần 40 quốc gia khác, vốn vẫn nhập khẩu đến 50% ngũ cốc từ khu vực này. Chưa kể đến nhiều khu vực tại châu Phi, vốn đã trong tình trạng thiếu đói trầm trọng triền miên. Việc nông sản Ukraine không xuất được ra ngoài cũng khiến căng thẳng gia tăng tại nhiều nước châu Á như Sri Lanka, Indonesia hay Pakistan. Các chương trình quốc tế hỗ trợ lương thực cho người dân đang bị đói đã bị cắt giảm mạnh. Chương trình Lương thực Thế giới giờ đây cần phải cứu trợ lương thực cho 4 triệu người Ukraine, nạn nhân của chiến tranh, tại một đất nước vốn từng có đủ thực phẩm nuôi sống đến 400 triệu cư dân. Giữa lúc nguy cấp này, vào ngày 30 tháng 10 trên fanpage của mình, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lo ngại đối với các nước sẽ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nếu thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Ukraine và Nga bị phá vỡ. Đáng chú ý, trên cương vị là quốc gia xuất khẩu gạo thứ hai thế giới, Việt Nam cũng bị lôi tên vào drama này. Cụ thể, trong bài đăng của Dmytro Kuleba đã nói về việc Nga đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc do việc Ukraine tấn công hạm đội Nga ở Biển Đen, khiến 2 triệu tấn lúa mì không thể đến với một số nước, đặc biệt là các nước nghèo đói. Trong đó, Việt Nam được nêu tên trong nhóm đầu. Thế là đồng tình với ông Kuleba trên mạng xã hội Facebook, vị Tổng thống Zelensky đã đăng tải một lần nữa khẳng định Việt Nam và một số nước Algeria, Ai Cập, Yemen, Bangladesh, v.v. sẽ là những quốc gia chịu khủng hoảng lương thực thiếu đói nếu như thỏa thuận lương thực Nga và Ukraine bị phá vỡ. Bài đăng của ông Zelensky nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng tại Việt Nam và trên thế giới với hơn 6.000 lượt bày tỏ cảm xúc, 1.700 lượt bình luận và 487 lượt chia sẻ. Thể hiện sự lo ngại là thế, nhưng thật là lạ khi phần lớn lượt bày tỏ cảm xúc ha ha lại được hiển thị bởi người dùng mạng tại Việt Nam. Tại sao người Việt lại ha ha trước cảnh báo về tình trạng khủng hoảng lương thực, hay nôm na gọi là nguy cơ thiếu đói này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về hiện tượng lạ này qua các bình luận dưới đây. Trước việc Việt Nam xếp thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia trên người, thì việc thiếu lúa mì cũng đáng lo ngại thật. Tuy nhiên, nếu chẳng may nhỡ nhàng có thiếu tí bia, thì người Việt vẫn còn chè và rượu nếp để giải nhiệt. Có thể thấy lần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã lo bỏ trắng răng khi mà những chú gà ở Việt Nam vẫn đang no căng diều vì thóc đầy sân, ăn mãi mà không hết. Ngay sau khi phát ngôn này được đăng tải, trên fanpage của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã có động thái trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chúng ta không chỉ sản xuất lương thực đủ ăn mà còn xuất khẩu 45 tỷ đô la Mỹ, xuất khẩu hơn 6 triệu tấn. Thực tế, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngay sau khi giành độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, vận mệnh của nước nhà bị đặt trong thế ngàn cân treo sợi tóc, vừa phải chống thù trong giặc ngoài, vừa phải tiếp tục đối mặt với nạn đói,
mà trước đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người dân Việt Nam. Thậm chí Chủ tịch Hồ Chí Minh còn cho rằng, tại thời điểm đó, giặc đói còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm. Nạn đói năm 45 từng được ví là sự hủy diệt khủng khiếp. Chỉ trong 6 tháng, số người chết vì đói ở Việt Nam lớn hơn cả số người chết vì chiến tranh Pháp trong 6 năm. Cuốn Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam, những chứng tích lịch sử viết, nạn đói vô cùng khủng khiếp, nó kéo dài cái chết khiến nạn nhân bị các cơn đói dày vò, đau khổ, tủ nhục. Nhìn thấy người thân chết mà không cứu được, biết đến lượt mình rồi sẽ chết mà không thoát được. Thế nhưng đó là câu chuyện diệt giặc đói của chính Việt Nam ta 67 năm về trước. Đến năm 1974, cả nước có 9 tỉnh, 107 huyện và 4.226 hợp tác xã đạt năng suất 5 tấn thóc trên 1 hectare ruộng 2 vụ lúa. Tỉnh Thái Bình, lá cờ đầu về năng suất lúa của miền Bắc đạt trên 7 tấn thóc trên 1 hectare. Ký ức về những ngày năm 1945 khiến hạt gạo không đơn giản là một loại lương thực, nó là nguồn sống. Nhắc lại sự kiện này để thấy, trải suốt chiều dài phát triển của đất nước, hạt gạo Việt đã mang trên mình nó rất nhiều gánh nặng. Trải qua những thời kỳ khó khăn, gian khổ của chiến tranh, cây lúa vẫn xanh trên mỗi cánh đồng, mang lại bát cơm an lành cho người dân, giúp người nơi tiền tuyến yên tâm chiến đấu. Năm 1989 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại của hạt gạo Việt. Lần đầu tiên hạt gạo Việt Nam tham gia vào thị trường toàn cầu, chấm dứt một thời kỳ gian khó. Giai đoạn năm 1976 đến 1987, Việt Nam còn phải nhập khẩu gạo. Nhưng đến năm 1989 thì gió đã đảo chiều. 1,42 triệu tấn gạo đã vươn mình ra thế giới. Thành tựu nổi bật và to lớn nhất của ngành nông nghiệp là đã giải quyết vững chắc vấn đề lương thực, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đưa Việt Nam từ nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, liên tục từ năm 1989 đến nay. Nếu năm 1989 xuất khẩu được 1,42 triệu tấn gạo, thì đến năm 2004 đạt 4,06 triệu tấn, đưa nước ta vào hàng các nước đứng đầu về xuất khẩu gạo trên thế giới. Cao điểm năm 2012, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ với kỷ lục xuất khẩu đạt 7,72 triệu tấn gạo. Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2012, Việt Nam đã là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Và từ đó đến nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam luôn giữ vững phong độ. Năm 2019, cả nước xuất khẩu được 6,37 triệu tấn gạo, tương đương với 2,81 tỷ đô la Mỹ. Giá vừa Thái Lan chinh phục châu Âu. Không chỉ giữ vững các thị trường truyền thống, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đã giúp hạt gạo Việt vươn tới nhiều thị trường khó tính hơn. Cộng với sự rộng mở của các hiệp định tự do thế hệ mới như là EVFTA hay là CPTPP, hạt gạo Việt đã có thể chinh phục được những vùng đất mới. Sự kiện công bố lô gạo thơm xuất khẩu sang châu Âu những ngày cuối tháng 8 năm 2020 là minh chứng cho điều này. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh nhận định, trong 80.000 tấn gạo, Việt Nam được phía EU cấp hạn ngạch thuế quan hàng năm, chỉ có 30.000 tấn gạo thơm. Đây là số lượng nhỏ, nhưng nếu Việt Nam tận dụng tốt, sẽ tạo cơ hội lớn hơn cho xuất khẩu gạo vào EU những năm sau này. Đáng chú ý trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo từ đầu năm 2020 vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng, trở thành một trong số ít mặt hàng nông sản có tăng trưởng dương với sản lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt gần 3,9 triệu tấn, thu về 1,9 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, dù khối lượng gạo xuất khẩu giảm 1,4% nhưng lại tăng tới 10,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019. Không những thế, lần đầu tiên sau 30 năm tham gia vào thị trường xuất khẩu, giá gạo của Việt Nam đã vượt Thái Lan. Bảng giá gạo xuất khẩu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cập nhật vào ngày 14 tháng 8 cho thấy giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch ở mức 493 đến 497 đô la Mỹ trên một tấn. Còn giá gạo cùng loại của Thái Lan chỉ đạt là 473 đến 474 đô la Mỹ trên tấn. Gạo Pakistan từ 423 đến 427 đô la trên tấn. Gạo Ấn Độ giá 378 đến 382 đô la Mỹ trên một tấn. Theo VFA, trong 3 cường quốc xuất khẩu gạo trên thế giới là Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đang ở mức cao nhất. Hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan là 20 đô trên tấn, hơn gạo Pakistan 70 đô trên tấn và cao hơn gạo Ấn Độ 115 đô trên tấn. Ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng, Tiền Giang xác nhận giá gạo xuất khẩu Việt Nam đang tốt hơn so với Thái Lan trong lịch sử 30 năm xuất khẩu gạo. Đây là lần đầu tiên chúng ta lập được kỷ lục này. Một chuyên gia về phát triển thị trường nông sản nhận định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây do nhu cầu trên thế giới tăng cao. Trong khi nguồn cung từ Ấn Độ và Thái Lan thì vẫn bị hạn chế,
Bên cạnh đó, chất lượng gạo Việt Nam và đặc biệt là mặt hàng gạo thơm được nâng cao cũng hỗ trợ đẩy giá Việt Nam xuất khẩu tăng. Vị này dự báo từ nay đến cuối năm, giá gạo của Việt Nam có thể tăng thêm bởi một số nước đang giảm xuất khẩu, trong khi nhu cầu gạo trên thế giới tăng cao. Dự báo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ trong năm 2020, sản lượng gạo thế giới ước đạt 495,2 triệu tấn, giảm khoảng 0,3%, và tiêu dùng gạo thế giới ước đạt 490,4 triệu tấn, tăng khoảng 1,3% so với năm 2019. Anh em thân mến, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, năm 2020 Việt Nam đã ở vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, bỏ xa đối thủ Thái Lan, khi nước này chỉ xuất khẩu được 5,27 triệu tấn. Trong 4 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 1,89 triệu tấn gạo, giảm 10,8% về lượng. Anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.